Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình sẽ hướng dẫn các bạn điện firm group con token có kèo là XLX từ Solana nè bạn. Hiện tại dự án này nó có 3 round, round 1, round 2, round 3. Thì mình đã có hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này gấp round 2 và round 3 các bạn. Round 1 mình không có hướng dẫn các bạn. Vì round 1 cũng không có làm luôn. Rồi để rút được con round 1 này thì round 3 này thì nhận tới 20.000 token XLX nè. Thì nó chưa phân phối các bạn. Thì các bạn mở cái link form của mình ra các bạn. Thì bạn nào có làm round 2 thì các bạn vào group luôn các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn mở địa chỉ với chocolate của các bạn ra, các bạn copy địa chỉ BNB Smart Chain các bạn. Con này nó sẽ phân phối về mạng BNB Smart Chain S20 nha các bạn. Rồi bạn dán vào đây. Tiếp tục thì các bạn join vào tất cả các trang mạng xã hội nữa các bạn. Này trước kia mình đã join rồi, các bạn vào kiểm tra các bạn. Rồi tiếp tục các bạn follow vào Twitter và retweet tăng 4 người bạn vào nữa các bạn. Và cái bài này nè. Token này sẽ list lên sàn PancakeSwap hoặc Share và Hotbit này nè các bạn, Huobi đâu đó. Rồi các bạn chỉ chẳng như tôi quyết nha các bạn. Bạn dán vào. Ui. Các bạn chờ một xíu nha các bạn. Rồi tất cả các bạn tăng 4 người bạn vào nè các bạn. Các bạn tôi quyết lên các bạn. Sau khi các bạn tôi quyết xong các bạn mới đắp lên link phong. Rồi các bạn điền lại cái link quyết thì các bạn mở Twitter các bạn ra nè. Bạn nhấp vào ba bên cùng nè, nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn chia sẻ các bạn Twitter này nha các bạn. Các bạn sẽ chép liên kết nè. Rồi bạn mới đắp lên nè. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền lại username Telegram tất cả các bạn đã join vào ngoài group nè các bạn. Rồi bạn kiểm tra thêm lần nữa có thông tin chính xác các bạn. Nếu thông tin chính xác hết thì bạn bấm gửi nha các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn rút con token Solana từ sàn Solana Swap đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.